Monster Bình Miêu xin chào anh em nhá. Chúc anh em những ngày nghỉ lễ vui vẻ và tràn ngập niềm vui bên gia đình. Thì ngày hôm nay thì bên em yêu cũng ngày nghỉ lễ thì cũng rảnh rỗi lên sóng cho anh em vài model sản phẩm để anh em đầu tư mua sắm thì liên hệ bên em đây. Thì hôm nay thì Miêu sẽ sở hữu những cục đẩy của hãng Crown Macotech 5000 5002VZ Mỹ xịn sò. Thì đối với đời này thì là một trong những phân khúc model khủng nhất của Crown chạy nguồn xuyến anh em nhá. Thì 5002VZ thì công suất của nó khởi động ở trở kháng 8 ohm của nó là 1250W, còn trở kháng 4 ohm là 1900W. Nên là để chuyên những con khủng long này chuyên trị cho các đòi loa phun khủng của JBL, những đôi bát kép ví dụ như SRX 725 4733X hoặc 738 hoặc những model mà có công suất lớn này. Hôm nay mua về hai cục tuyển anh em nhá, quay cho anh em xem. Thì đối với đời này thì cái đời này thì quạt gió là quạt gió điện tử nên nó chạy nó rất là êm, và khi nóng máy nó chạy nên là nó sẽ êm hơn các đời như từ 3600 đổ xuống. 3600 hành từ 1200 thì quạt gió là quạt gió cơ nên là nó sẽ nóng hơn. Đời này thì quay con này nó sẽ êm hơn anh em nhá. Với con này thì nó vẫn chạy thiết kế sở hữu là 24 sò. Ok, thì em nhìn máy của nó này quá khủng luôn. Và là đời này thì vỉ mạch nó kín luôn, bằng mặt luôn. Bây giờ chất lượng linh kiện của con này nó quá dày dặn và đầy đủ luôn. Em chỉ quay để anh em nào nhu cầu mua thì có thể biết được thôi. Hàng này zin đen luôn, rất đẹp anh em nhá. Và đặc biệt ngày nghỉ lễ thì mình cũng có giá yêu thương cho anh em nào đầu tư nhá. Đây là con cũng 502VZ này, đọc giá luôn để anh em nào mua được thì báo em nhá. Hàng bao tét bao chạy cho anh em. Đối với những con Crown Mỹ này, mặc dù hàng bãi nhưng bên em vẫn thực hiện bảo hành 1 năm cho anh em nào đầu tư. Còn có thể các bác mua ở trung tâm khác có thể rẻ hơn hoặc có thể đắt hơn, nhưng người ta không bảo hành 1 năm đâu. Mà nếu mà con này về hàng điện tử thì mình không nói trước được. Có những con có thể là và là dùng rất ổn định, nhưng có những con này về có thể là nó lại xảy ra trục trặc. Có dù thể là mới hơn nữa đi nhưng vẫn trục trặc, nhưng cái chế độ bảo hành không có thì cũng rất là tốn kém cho người sử dụng. Nên bên em yêu thực hiện là bán giá tốt nhưng bảo hành cho anh em 1 năm về tất cả các máy Crown nhá. Lỗi bên em chịu trách nhiệm xử lý miễn phí cho anh em trong vòng 1 năm. Đấy. Hai con này con nào cũng đẹp và bao tét bao chạy rồi. Bên em đã chạy cả buổi sáng nay rồi. Đấy, ok. Hàng bao đẹp, bao tét bao chạy anh em nhá. Giá để anh em đầu tư yêu thương tại thời điểm này. Đây, mặt của nó đây. Nắp nó đây. Ok. Quay trước sau cho anh em. Tất cả đầy đủ, đẹp, xuất sắc. Crown Mỹ made in U đây. Chân cọc đầy đủ. Ok. Dây rắc đầy đủ, nguyên bản. Giá những con này hàng tuyển bao tét bao chạy, bảo hành 1 năm. Giá để anh em 30 triệu thôi. Thời điểm này anh em khó lòng mua được những con này. Crown mà bên em yêu đưa ra mức giá này quá hợp lý. Bao chạy ổn định cho anh em, bảo hành miễn phí 1 năm. Trong quá trình lỗi hỏng hóc các bác gửi lại bên em, bên em chịu trách nhiệm bảo hành 1 năm cho anh em. Ok. Tiếp theo, một con máy Microtech 2400 cũng của Mỹ, xịn sò. Cái này máy đòi dây dài chạy 230V nhá. Hàng bao tuyển xuất sắc, xuất sắc luôn. Chạy sò Vương Hiện Vũ Mua C8187 và 8188 chéo nhau. Giá để anh em con này 13.800.000 thôi. Đấy, giá quá hợp lý. Đấy. Tất cả những đời này thì đánh tất cả các loa 3 số. Ok. Tất cả các loa 3 số. Đấy. Giới thiệu nhanh về những con đẩy này. Bên cạnh đó thì cũng vẫn còn 3.600 hành tư nữa. Mặt trắng nữa.
Tiếp tục về hàng, đây là cái lô loa Martin Bass 30. Nhưng mà hôm nay chưa thực hiện cắt bao để giới thiệu được, giới thiệu nhanh thôi. Và một cái lô của JBA dây xịn này. Con này về hàng bây giờ bắt đầu mới vệ sinh. Vệ sinh xong sẽ lên sóng anh em. Ôi, con này nó quá chất luôn đường. Con này thì nó là đời MG1928. Rồi, bây giờ bắt đầu lau chùi đây. Nhìn quá khiếp luôn, tiếng hay lắm. Mã bát của nó là 2168H-1. Úi, mới lắm anh em nhá. Phân tần này, nhìn cả loa bé ấy. Hạt tiêu này. Phân tần này, 2 phân tần luôn. 2 phân tần anh em nhá. Tép đôi khủng long. Cho anh em xem lại model này anh em tìm hiểu. Úi giời, chật quá. Sau khi vệ sinh xong em sẽ lên sóng. JBL MG1928. Xong cái nó cấu hình của nó sẽ có 2 đôi súp. Đây, mặt căng đây. Đẹp. Một đôi đôi súp 40 và một đôi súp 50. Đấy. Súp 50. 50 đời cao nhá. MG1918S. Tất cả sản xuất made in Mexico xịn sò. Hàng cao cấp. Hàng bãi về thì bây giờ bắt đầu làm thủ tục vệ sinh, sau khi vệ sinh xong thì sẽ giới thiệu tới anh em. Bên cạnh đó thì về tiếp tục về những quản lý nguồn bãi này, giá yêu thương rồi. Đấy, những quản lý nguồn bãi này. Những con này thì chạy cho những dòng công suất lớn. Đấy. Như những con đẩy crown kia chạy qua những con này, nguồn này quá ổn định luôn. Và hàng nó đủ dòng, đủ. Con này 30A nha anh em nhá. Anh em làm sâu sự kiện làm con này ok. Đây, nguồn này, là nguồn bãi này. Giá để anh em những con máy to này, nguồn to này, 1.600.000 thôi. Giá quá hợp lý, 1.600.000 một con. Thì mình có vài con thôi, em nó mua liên hệ sớm quản lý nguồn bãi nhá. Xịn sò, chất lượng, máy 3U, con nguồn 2U này 1.5 triệu. Nhưng mà chất lượng hơn những con mới nhỏ, anh em nhá. Tôi đã thực hiện giới thiệu clip ngắn như vậy để làm chương trình. Anh em nhu cầu đầu tư muốn thưởng thức về cái bộ a dây đẳng cấp này thì khoảng độ 2 hôm nữa thì em Miu sẽ lên sóng và tiếp thị giới thiệu tới anh em cho cụ thể. Một dàn dây này thì nó gồm có 2 đôi, một đôi súp 50, một đôi súp 40 và 5 đôi tay chuyên nghiệp. Riêng bát của nó 20. Nhưng mà côn 2 tầng, côn 76 nhá. Khủng long. Ok. Dây leo ơi. Leo ok. Côn 75. 76, côn 76 đấy. Côn 76. Bát 25. 20, con này 20 thôi. Con này không chịu đó. Dàn này Miu cũng chờ đợi mấy tháng rồi giờ mới về được. Anh em nào đầu tư được cái bộ dàn này mà để làm nhà hàng hoặc là cái ba nào thì đúng là hết bài luôn. Đâu có 2 cặp trầm ấy. Một cặp trầm 40, một cặp trầm 50 mà. Đấy. Hàng cao cấp anh em nhá. Anh em mua liên hệ với em. Giới thiệu nhanh vậy thôi. Còn nữa, số điện thoại của trung tâm Miu 0973096520 và 097303439 rất hân hạnh được phục vụ anh em. Mức giá của bộ dàn này cũng hợp lý thôi, khoảng độ ngoài 200 củ nguyên bộ này chưa có công suất anh em nhá. Báo cáo qua để anh em nắm được, gồm có 5 đôi tay, một đôi súp 40, một đôi full đôi súp 50 để anh em nắm được. Không hề vì giá của nó, nếu mà giá niêm yết mới của nó thì anh em chắc chắn không mua được, phải gần 1 tỷ anh em nhá.